của bạn Vân Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ cho em hỏi nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh chậm phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ là gì? Trong các nguyên nhân, thứ nhất là do uống thuốc ngừa thai, thứ hai là bố mẹ sinh con khi đã lớn tuổi, thứ ba là do ảnh hưởng của hóa chất, thứ tư là bị chấn thương ở não, thì nguyên nhân nào là nguyên nhân thường gặp nhất và bệnh này có di truyền hay không, có điều trị dứt điểm được không? Có những nguyên nhân khác nhau gây chậm triển và trí tuệ cho cái đứa trẻ con. Nguyên nhân cơ bản nhất là trong khi có thai thì người mẹ có những cái bệnh lý tự nhiễm các loại virus khác nhau với đề nhận cũng như phát triển của não. Cũng một cái khía cạnh như là chị vừa nói, tức là nếu bố mẹ lớn tuổi thì cũng ảnh hưởng đến cái thai nhi, thì khi mà lớn tuổi thì sẽ có những cái thay đổi về mặt gen trong cái quá trình mà hình thành cái thai nhi đấy. Sau thì người mẹ khi mà sau 35 tuổi đấy, thì tôi cháu bị mắc các bệnh lý bẩm sinh như là bệnh lý đa, một số bệnh lý khác nó gây trẻ chậm trí tuệ. Đặc biệt nhất là môi trường ta sống hiện nay thì là có những cái độc hại là hóa chất trong thức ăn nước uống, trong ô nhiễm không khí, rồi các kim loại nặng, các cái thực phẩm mà có thực phẩm màu và quả vân 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 vân, chúng ta được rất nhiều các cái hóa chất độc hại, nó cũng làm biến đổi về gen. Thế còn chấn thương não thì tức là cái thời kỳ mà mẹ sinh đứa trẻ phải can thiệp sản khoa thì cũng có thể gây ảnh hưởng đến não. Một số trẻ thì bị các bệnh lý sau sinh, ví dụ như là vàng da gây các gọi là vàng da nhân não, nó bắt đầu nhóm máu mẹ con, thế rồi các bệnh lý nhiễm trùng như là nhiễm trùng não, nhiễm trùng máu vân vân, và viêm não, cái bệnh lý đấy cũng như là não bị tổn thương. Vâng. Thì đấy cũng là nguyên nhân mà gây chậm triển trí tuệ. Vâng, bên cạnh đó thì một số các cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa cũng gây chậm triển trí tuệ rất là nhiều. Vâng. Và bạn Vân Anh có hỏi là bệnh này có di truyền hay không và có điều trị dứt điểm được không? Chậm triển trí tuệ thì cũng chỉ có một phần là di truyền thôi. Còn những nguyên nhân như là hóa chất, như là chấn thương não, thì rồi mình là bệnh lý mà thời kỳ mẹ có thai, xong những các bệnh lý như những virus vân vân thì là nó không di truyền. Yếu tố di truyền không phải quá nặng nề trong bệnh chậm triển trí tuệ.